công đoàn cơ sở dân phòng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quyền tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2023, năm 2028. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn cơ sở dân phòng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân quyền tổ chức thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng 479 xuất quà cho công chức, người lao động có cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp Tết cổ truyền, tháng công nhân, tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội với tổng số tiền trên 125 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn đã xem xét và bồi dưỡng và kết nạp hai công đoàn viên vào đảng. Hàng năm, nhiều tập thể cá nhân đã kết hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến, bàn khen của Quỹ ban nhân tỉnh, bàn khen của Liên đoàn lao động tỉnh, giấy khen của Liên đoàn lao động quyền. Tại đại hội, Ban chấp hành công đoàn đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đảng của đoàn viên và người lao động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh nâng cao chất lượng hoạt động nữ công góp phần chăm lo xây dựng đội ngũ nữ công nhân lao động trong tình hình mới với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã bầu ba đồng chí cho ban chấp hành nhiệm kỳ năm 2023, năm 2028. Ông Nguyễn Bảo Trung, đắc cử chủ tịch công đoàn cơ sở, văn phòng hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân quyền lần thứ sáu nhiệm kỳ năm 2023, năm 2028.